Xin Việt chào các bạn nhé. Hôm nay mình đang đóng các cái đơn cá mi chuè màu để gửi tới cho anh em đây. Đấy. Và đợt này mình có áo màu đỏ, vải kaki và cái vải bộ đội như các bạn đang nhìn thấy ở phía trên kia. Đó. Thì lưu ý với cả nhà nhé, cám nhà mình thì vẫn cứ là 200.000 một kg và miễn phí ship trên toàn quốc nhé, miễn phí ship toàn quốc. Tuy nhiên ấy, anh em nào lấy kèm theo cám như cái anh này này, đấy, thì vẫn được miễn phí ship bình thường. Đấy, anh này lấy một cân mi với lại đây này, hai áo đỏ 36 vẫn được miễn phí ship nhé. Đấy. Còn anh em nào mà lấy riêng áo thôi, lấy riêng áo này này, đấy, vẫn có tính phí theo đơn vị ship bình thường. Đấy, lấy riêng áo thì vẫn có tính phí. Chia sẻ với mỗi một loại chim thì nhà mình làm một loại cám ăn quanh năm. Đây là cám chòe, chòe than, chòe lửa một loại nhé. Nhà mình thì vừa chơi vừa chia sẻ lại cho anh em là chính, do vậy là không có để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Anh em lấy thì cứ điện trực tiếp cho cán chim đất Việt theo số điện thoại ở đây 0908070555 hoặc 0944114410. Đó. Anh em nào mà chưa có môi xúc như kia thì nhớ nhắc nhà mình để đặt cám, mình tặng cho mỗi anh em một hai cái nhé. Thì cá chim đất Việt chia sẻ rõ với các bạn như vậy thì nhiều khi là có nhiều anh em thì đang lấy cám được miễn phí ship, sau này đến cái đơn cám ấy, đến cái đơn áo ấy, tính phí thì anh em lại hơi ngỡ ngàng. Đấy, vì là cũng chia sẻ với các bạn là do đây là mình cảm thấy là cái chất vải áo nó tốt, nó hợp lý thì mình bán kèm thôi. Đấy, mỗi một cái thì thêm được một chút. Đấy, do vậy là không có thể miễn phí ship cho anh em lấy lẻ, lấy riêng được. Đấy. Em đưa cho anh một cái áo đây. Đó, đây các bạn thấy này, chất vải kaki mềm mịn, không lo mắc móng nhé. Cân bằng ánh sáng rất là tốt, có cả màu đỏ và màu bộ đội. Lấy anh một cái màu bộ đội cho đấy, lấy cả tập ra đây cũng được. Rồi, ok, đây là cái màu bộ đội này, đó, rất là đẹp, rất là nhã nhặn, dễ dùng. Đây, đợt này có size 36. Đây là sản phẩm cá mi này, đang cắm mi và chè cho một anh em ở bên Tre. Nhà mình sẽ gửi tất cả các tỉnh luôn, đều miễn phí ship nhé, 200.000 một kg. Áo này thì 85.000 một cái này, hiện tại ngày hôm nay đang là 85.000 một cái nhé. Đó. 85.000 một cái. Cám thì 200.000 một kg mà được 4 gói, miễn phí ship. Các bạn nào mà nuôi mỗi loại 1-2 con ấy thì có thể là lấy mỗi loại 1-2-3 gói cũng được. Đấy, làm sao mà được tổng từ 4 gói là được miễn phí ship rồi. Đấy, 4 gói mình đang cầm trên tay tức là nó 1 cân ấy, 1 cân là 200 mà được miễn phí ship rồi. Chia sẻ rất là rõ ràng để cho các anh em có thể nắm được. Thì nhà mình thường đóng hàng vào buổi sáng và tối, anh em đặt sớm đi, đặt ngày hôm trước được là mình chuẩn bị cho anh em cho nó sớm. Đấy. Ví dụ như bây giờ đây này, đang là 11 tháng 3, 6:56 rồi. Đấy, đây các bạn gần 6 giờ đóng sớm một chút tí để gửi đi sớm đây. Rồi.
Bây giờ nhà mình sẽ tiếp tục đóng gói để cho nó cục với nhà mình kịp các cái đơn khám ngày hôm nay nhé. Thì cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi ủng hộ Khám Chuyên Cấp Việt. Đấy, mình thì chuyên cái dòng sản phẩm khám mi chòe màu. Đấy, các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Khám Chuyên Cấp Việt nhé. Cảm ơn tất cả các anh em.